Em trai nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng bị bắt cóc cùng giấc mơ kinh hoàng về mẹ. Nguyễn Văn Trung, tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ, nghẹn ngào kể về ký ức em trai bị bắt cóc và giấc mơ kinh khủng với mẹ. Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã có những bật mí về ca khúc Nhật ký của mẹ thu hút sự quan tâm của khán giả. Nam nhạc sĩ cho biết đây là album đầu tiên anh tự sản xuất, tự hòa âm phối khí và cũng là bài hát đầu tiên anh không bán cho bất kỳ ca sĩ nào vì nghĩ sẽ không có người mua. Ca khúc là một hành trình của người mẹ quan sát người con từ lúc con còn trong bụng cho tới khi nhìn con khôn lớn, trưởng thành. Kể về quá trình sáng tác ca khúc Nhật ký của mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cho biết hồi bé, nhiều lần bị mẹ đánh oan nên anh không thích mẹ và nghĩ mẹ không thương mình. Thế nhưng, khi em trai út của anh bị bắt cóc, nhìn hình ảnh mẹ vừa chạy xe đi tìm con vừa khóc đến quặn thắt đã khiến anh không khỏi đau lòng. Lúc đó, Nguyễn Văn Trung mới nghĩ cho dù mẹ hay đánh, hay là nhưng nếu mình bị bắt cóc thì chắc chắn mẹ cũng sẽ chạy đi tìm mình như thế. Điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về mẹ. Không chỉ thế, đến năm Nguyễn Văn Trung học đại học, anh đã nằm mơ một giấc mơ nhưng chân thật đến khó tin. Trong giấc mơ, nam nhạc sĩ mơ thấy mẹ đã mất khiến anh vô cùng hoảng loạn. Tự nhiên lúc đó Trung thấy hoảng sợ, hụt hẫng và thấy mình như bị lạc lõng giữa cuộc đời. Khi đó Trung mới hiểu cảm giác một người con mất mẹ là như thế nào. Lúc choàng tỉnh, Trung thấy chiếc gối của mình ướt đẫm và nhận ra chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế. Trung ngó xuống lầu thì thấy mẹ ngồi dưới bếp, lúc đó Trung mới thở hắt ra vì nhẹ nhõm. Ngay thời khắc ấy, Trung rất muốn chạy ngay xuống để nói con thương má nhưng lưỡng lự mãi không nói được vì mình là con trai. Trung cứ bước xuống một bước rồi lại bước lên một bước. Cuối cùng, Trung mới hít một hơi sâu, lấy hết can đảm chạy xuống ôm mẹ và nói con thương má. Nguyễn Văn Trung khóc nghẹn khi kể lại giấc mơ của mình. Nguyễn Văn Trung cũng nhắc đến một tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội về một đoạn trong bài hát có lời ước có một người yêu con hơn, mẹ yêu. Họ cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện, sẽ có một ai đó có thể yêu con hơn tình yêu của mẹ dành cho con. Nguyễn Văn Trung cũng biết điều đó là sự thật nhưng anh đang viết lên nỗi lòng, tâm tư của người mẹ. Nguyễn Văn Trung tiết lộ chi phí sản xuất ca khúc này chỉ tốn 2,5 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu tiền hòa âm, 1 triệu tiền thu âm, còn 500 ngàn là tiền bị phạt khi đi quay. Bên cạnh đó, để có một bài hát viral đình đám như thế, nam nhạc sĩ cũng đã phải chờ Hiền Thục 2 năm trời mới được cô nàng thu âm cho. Khi Trung gửi ca khúc này cho Hiền Thục, Trung đợi Thục 2 năm. Lúc đầu Trung gửi cho bạn quản lý của Thục thì bạn nói Thục đang bận dự án nào đó không tham gia được. 2 năm sau, Trung vô tình gặp Thục ở studio nên mới ngỏ lời nhờ. Ngày tối hôm đó về Thục nghe bài hát và hôm sau Thục đã thu âm cho Trung, nam nhạc sĩ nói thêm. Nguyễn Văn Trung cũng chưa từng nghĩ ca khúc Nhật ký của mẹ sẽ nổi tiếng bởi lyrics quá dài, rất khó để ca sĩ thể hiện trên sân khấu. Nhưng cuối cùng bài hát đã lan tỏa đến nước ngoài như Nhật, Đức và được khán giả nước ngoài đón nhận rất nồng nhiệt.